Xin chào mọi người, thì tôi làm cái video này là muốn gửi đến cho những người phụ huynh, anh chị nào mà có con gái. Tôi cũng có con gái nên là tôi có một cái cảm xúc rất đặc biệt dành cho những người phụ huynh có các cô công chúa ha. Thì trong suốt cái thời gian qua thì tôi học tập và cũng như là tôi đào tạo, tôi huấn luyện cho hàng chục ngàn người ở Việt Nam, thì tôi thấy rằng là rất là nhiều người phụ huynh hiện nay là người ta cực kỳ là chuộng con gái so với khoảng 10-20 năm về trước. Nó đã khác đi rất là nhiều và tôi đồng cảm được cái điều đó. Và ngày hôm nay tôi làm cái video này cũng như là tôi chia sẻ cái điều tuyệt vời mà tôi đã áp dụng cũng như là những cái bài học mà tôi học được từ những người thầy của mình trong suốt những năm qua. Đó là 8 điều cha mẹ cần dạy cho con gái. Điều đầu tiên là người cha mẹ thường xuyên nói với con rất là sáng tạo, con rất là xinh đẹp và con rất là khác biệt. Đây là một cái câu thần chú mà cha mẹ sẽ dành tặng cho đứa con gái thân yêu của mình. Anh chị gieo vào trong tâm trí con của mình, con rất là khác biệt, con xinh đẹp. Và cái sự xinh đẹp của một đứa trẻ đó, nó không phải đến từ cái việc mà đứa trẻ phải cao, đứa trẻ phải có một cái ngoại hình giống như một hoa hậu, giống như một cái thiên thần. Điều đó không có đồng nghĩa, mà cái nét đẹp nó đến từ cái tình yêu thương của những người cha mẹ. Khi mà những người cha mẹ yêu thương con của mình rồi thì nói cái sự xinh đẹp của con trong đôi mắt của chúng ta. Có một người đã từng nói rằng là đẹp không phải ở má hồng của thiếu nữ mà là ở khóe mắt của gã si tình. Khi một đứa con được người cha mẹ nói rằng là con rất là sáng tạo, con rất là khác biệt và con rất là xinh đẹp, thì đứa trẻ sẽ cảm thấy được là mình có cái giá trị và con tin vào bản thân của mình, con yêu cái cơ thể mình hơn và con yêu cái nét đẹp tự thân của con. Do đó tự nhiên đứa trẻ nó có cái niềm tin như vậy, thì khi nó lớn lên nó sẽ cảm thấy rất là dễ dàng và tuôn chảy trong nét đẹp của nó. Cái bài học thứ hai mà người cha mẹ dành tặng cho con đó chính là cái câu nói ba mẹ biết ơn vì con có mặt trong cuộc đời này. Khi con anh chị nó thức dậy, anh chị ôm con vào lòng và nói với con rằng là ba mẹ rất hạnh phúc và biết ơn vì con đã có mặt trong cuộc đời này. Con là trái tim của ba, con là hơi thở của ba, con là trái tim của mẹ, con là hơi thở của mẹ. Ba và mẹ gặp nhau và tạo ra con là sự hòa quyện của hai tâm hồn đẹp. Ba mẹ biết ơn vì con đã có mặt ở đây. Anh chị sẽ cho con mình thấy rằng cái việc mà con có mặt trong cuộc đời này, con đến với thế giới này, đó là món quà. Thì khi đứa trẻ lớn lên, nó xuất hiện ở đâu đó, nó sẽ luôn luôn cảm giác được rằng nó mang cái niềm vui, nó mang cái tình yêu thương, mang cái phước lành cho người khác. Một đứa trẻ có niềm tin thế này thì tự nhiên bên trong của nó sẽ bắt đầu phát ra một cái thần thái, một cái năng lượng và một cái tinh thần vững chãi là mang lại điều tốt đẹp cho người khác. Bài học thứ ba đó chính là ba tin con làm được, mẹ tin con làm được, con có thể làm được. Đây là một cái niềm tin mà người cha mẹ có thể trao cho con. Bất kỳ cái việc gì con chị làm, có thể anh chị không biết được rằng là anh chị có thể làm được hay không và con anh chị có làm được hay không. Nhưng cái việc mà chúng ta trao niềm tin cho con sẽ giúp cho một đứa trẻ nó cảm thấy rằng nó có đủ cái nguồn lực bên trong. Và khi một con người tin rằng bên trong mình có đủ nguồn lực, có thể mình không tự làm nhưng mình sử dụng cái quyền trợ giúp, thì đấy là cái cách mà con sẽ luôn luôn đi tìm giải pháp cho cuộc đời của mình. Do đó cái câu nói thần thánh của những người cha mẹ dành tặng cho đứa con gái thân yêu của mình là ba tin con làm được, con có đủ nguồn lực để thành công. Và bài học thứ tư mà người cha mẹ có thể dạy con đó chính là hãy dạy cho con tự chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Con chị té hãy để cho nó tự đứng lên trên đôi chân của nó. Anh chị có thể nói với con được rằng đó là cái cách để con trở nên trưởng thành hơn. Con chị nó mang đôi giày hay là nó xách một cái giỏ đi học, hãy để cho con chị tự làm được điều này. Anh chị có thể nói cho con rằng là ba mẹ hoàn toàn có thể làm được điều đó dành cho con, nhưng ba mẹ không cho phép mình cướp cái quyền trưởng thành của con. Nên con hãy tự trải nghiệm, cầm cái ba lô, con té và con tự đứng dậy. Ba mẹ sẽ luôn luôn quan sát ở bên cạnh con. Khi con thật sự cần được sự giúp đỡ thì ba mẹ xuất hiện ở đó. Hãy dạy cho con chịu trách nhiệm về những cái hành vi của mình. Và khi con chỉ làm sai, hãy nói cho con biết rằng người thành công là người biết nhận lỗi. Và trong quá trình làm vườn tâm hồn thì tôi cũng đã chia sẻ cho rất nhiều bé cũng như phụ huynh về cái việc mà con nhận lỗi về cái hành vi sai của mình. Anh chị sẽ nhìn thấy được rằng là ở những đất nước phát triển, tại sao trẻ em họ rất dễ dàng nhận trách nhiệm khi mà làm sai. Cái câu nói là con sai rồi con xin lỗi là lỗi của con là một câu nói rất dễ dàng đối với những người mà được giáo dục văn minh. Nhưng ở một số nền văn hóa giáo dục thì cái việc nhận lỗi là một cái gì đó cực kỳ khó khăn.
Bởi vì khi một đứa trẻ làm sai, những người cha mẹ đã vô tình đánh con, la con và làm cho con cảm thấy rất sợ hãi mỗi lần con làm sai. Chính vì thế khi con làm sai thì những ký ức về những cái trận đòn roi, những cái chịu trách nhiệm nặng nề đó đã quá ám ảnh với con. Nên khi con làm sai con không dám nhận lỗi. Nên mỗi lần con làm sai thì anh chị hãy xem đó là bài học dành cho con. Đừng đánh, đừng la, mà hãy dạy cho con những bài học tuyệt vời. Bài học thứ 5 mà anh chị có thể dạy cho con đó chính là con xứng đáng có những điều tốt đẹp. Trong những cái hành trình mà tôi đồng hành và tôi rút kết được những cái cách mà những người thành công họ cư xử với nhau đó anh chị, họ cực kỳ tôn trọng trẻ. Anh chị sẽ nhìn thấy những cái đất nước phát triển là họ không có cho phép anh chị đánh trẻ em đâu. Bởi vì khi một đứa trẻ nó bị đánh đó, thì nó sẽ tự coi thường bản thân đó. Nó không thương chính nó thì nó sẽ không thương được những con người khác. Và mình hãy cho con mình thấy rằng nó xứng đáng được người ta tôn trọng. Nên một trong những cái cách mà anh chị đang dành cho con ngày nay đó chính là hãy tôn trọng con mình. Đó là cái cách mà anh chị muốn đứa trẻ tôn trọng người khác. Có một người đã nói với tôi rằng cái cách mà anh chị cư xử với con là cái cách mà con chúng ta sẽ cư xử với người khác. Cái cách mà lãnh đạo cư xử với nhân viên là cái cách mà người nhân viên sẽ cư xử với khách hàng. Do đó anh chị tôn trọng con, hãy cho con cảm thấy rằng con xứng đáng được tôn trọng. Và câu nói mà anh chị dành cho con trong cái nghệ thuật mà anh chị nuôi dạy con đó chính là con xứng đáng được yêu thương, con xứng đáng được tôn trọng, con xứng đáng được tin tưởng, con xứng đáng được công nhận, con xứng đáng được thành công, con xứng đáng được giàu có và con xứng đáng được hạnh phúc. Con có được cái điều xứng đáng đó là cái quyền năng của con được quyền lựa chọn. Và khi anh chị hỏi cái câu hỏi này, anh chị có thể cho con chơi một cái game là con có cảm thấy mình xứng đáng được giàu có không? Thì con chị chỉ cần trả lời là con xứng đáng. Con có cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương không? Đó là con xứng đáng. Con cảm thấy xứng đáng được hạnh phúc không? Con xứng đáng. Con có xứng đáng được tôn trọng không? Đó, con xứng đáng. Đó là cái kỹ thuật mà chị gieo vào trong tiềm thức con chị, để con chị tin rằng tất cả những điều xứng đáng đó là con có được. Nếu một đứa trẻ nó tin rằng nó xứng đáng thì những sự lựa chọn về bạn bè, về mối quan hệ khi con chị lớn lên, nó sẽ thích chơi với những con người mà tôn trọng nó. Còn những người không tôn trọng thì chắc chắn sẽ không được phép bước vào trong cuộc đời của đứa con gái mình. Đặc biệt là mình thấy rằng là có những đứa trẻ khi lớn lên trở thành, bắt đầu đến cái tuổi lấy vợ lấy chồng thì thường có xu hướng lựa chọn cái người bạn đời dựa trên cái cách mà người cha mẹ mình cư xử. Nên có thể cha mẹ lúc tuổi thơ đánh con, la con và không có cho con cảm giác xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng, thì đứa trẻ đó có xu hướng sẽ lấy chồng là không tôn trọng nó. Nên khi anh chị muốn con mình lấy được một người chồng tuyệt vời, yêu thương và tôn trọng, thì cái việc mà chúng ta cần phải làm đó chính là yêu thương và tôn trọng. Nên người cha mẹ hãy dạy cho con cảm giác được xứng đáng. Thứ 6 là anh chị hãy dạy cho con chỉ biết rằng con là một nhà vô địch, con là phiên bản duy nhất, con là một người đặc biệt nhất hành tinh này. Hãy cho con chỉ biết rằng trước khi nó đến thế giới này, nó đã thành công và chiến thắng được, và con đã rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Hãy cho con biết rằng con là người duy nhất, và đừng bao giờ lo lắng rằng con phải giống ai, so sánh ai cả. Hãy nhớ là chúng ta không so sánh con, và luôn luôn nói với con rằng là con rất đặc biệt, con khác biệt, con đặc biệt và không khác biệt. Con đặc biệt như thế nào? Con đặc biệt bởi vì con đến thế giới này vào một ngày đặc biệt. Con đặc biệt bởi vì con có nụ cười đặc biệt. Con đặc biệt bởi vì con đã có mặt ở đây, con đã chinh phục được và chiến thắng được nhiều anh em khác trước đây. Và con đặc biệt là bởi vì con đã hiện diện ở đây với một nụ cười tuyệt vời thế này. Con đặc biệt bởi vì con đã làm được bài tập này tuyệt vời. Con đặc biệt là bởi vì con đã biết cách quan tâm cha mẹ. Con đặc biệt là bởi vì con đã nở nụ cười mỗi buổi sáng con thức dậy. Và con chỉ đã thấy được rằng nó có điều đặc biệt đó. Hãy nói với con chị rằng sức mạnh của phụ nữ là phụ nữ, sức mạnh của con gái là con gái, sức mạnh đó chính là sự mềm mại bên trong của con. Hãy cho con các bạn biết rằng cái sự mềm mại của một người phụ nữ là một trong những công cụ quyền năng sẽ biến tất cả những người đàn ông, biến tất cả những người mạnh mẽ trên thế giới này sẽ trở thành sức mạnh của con. Có rất nhiều người không hiểu được cái điều này, đã dạy cho con một cái sức mạnh, một cái tinh thần chiến đấu, và vô tình làm cho một cô con gái trở thành một cái người đàn ông thứ hai. Và khi đứa trẻ này lớn lên, bắt đầu lấy chồng, và trong gia đình có đến hai người đàn ông, thì theo anh chị được rằng là người đàn ông họ có thích thêm một người đàn ông thứ hai trong gia đình không nữa. Nên hãy dạy cho đứa trẻ cái sự mềm mại, khéo léo và nhẹ nhàng là một trong những công cụ sẽ chinh phục được trái tim người bạn đời của mình, sẽ làm cho người bạn đời của con đồng hành với con suốt cả cuộc đời này, cũng như sẽ con sẽ trở thành một cái cô gái, trở thành con người làm cho những cô gái khác, làm cho những người phụ nữ khác trên thế giới này cũng cảm nhận được sự bình an và nhẹ nhàng bên trong con. Hãy dạy cho con sức mạnh của phụ nữ là phụ nữ, sức mạnh của cô gái là con gái. Bài học tiếp theo mà anh chị có thể dạy cho con gái của mình đó chính là khóc không phải là chìa khóa để giải quyết được vấn đề. Khóc không phải là một chiến lược khôn ngoan để đạt được mục tiêu của mình. Khi con mình khóc, khi con mình rơi nước mắt,
để dành một thứ gì đó thì đấy không phải là cách mà chị cho. Có những đứa trẻ là nó đòi xem tivi, sau đó nó khóc và người cha mẹ thấy con mình khóc, thế làm gì cho nó cái remote và bỏ tivi xem. Và đứa trẻ nó được lập tình là gì? Nó khóc thì nó được xem tivi. Và nó đi ra bên ngoài siêu thị, nó đòi ăn KFC, cha mẹ không cho, thế là nó khóc. Và khi mà nó khóc thì chị nó thôi được rồi để mẹ cho, và thấy khóc là cách để giải quyết vấn đề. Và khi con anh chị khóc thì anh chị nói con thế nào? Khóc không phải là cách để con đạt được điều mình muốn. Người thành công muốn được điều gì thì con phải vui vẻ và mang lại niềm vui cho người khác, mang lại giá trị cho người khác. Con hãy cười lên đi nếu như con muốn ăn cà phê sen. Con hãy cười lên nếu như con muốn được xem tivi. Và dĩ nhiên không phải là cười là sẽ cho, mà anh chị sẽ nói cho con anh chị biết một điều quan trọng rằng thành công là phải vui vẻ. Và khóc chỉ là một giải pháp để giải phóng cảm xúc. Khi con buồn con khóc là mẹ đồng ý nè. Khi con bị đau con khóc mẹ đồng ý nè. Nhưng khi con muốn cái kem con khóc thì mẹ sẽ không bao giờ cho. Con muốn ăn kem mẹ sẽ cho. Và con cần phải vui vẻ. Con đến đây con gần mẹ và con nói mẹ ơi, làm thế nào con được ăn kem? Con cần phải làm việc gì để con được ăn kem? Thì anh chị sẽ chỉ cho con biết cái cách làm thế nào để được ăn kem. Hãy nhớ rằng khóc không phải là cách để đạt được điều mình muốn. Điều thứ 8 mà người cha mẹ hãy dạy cho con, đó chính là hãy dạy cho con chào hỏi. Thông thường thì chúng ta nghĩ rằng là con mình gặp ai là phải chào trước, nhưng để làm điều đó thì người cha mẹ sẽ trở thành một tấm gương sáng dành cho con. Người cha mẹ sẽ dạy cho cô con gái của mình chào người khác khi vào thang máy. Nhưng để làm điều đó thì anh chị vào thang máy thì anh chị cần phải chào người khác trước để cho con của mình nhìn theo và dạ con chào chú, con chào cô, con chào bác, và đứa trẻ sẽ nhìn theo điều đó và làm theo. Hãy nhớ hãy dạy cho con chị cách chào hỏi. Hãy dạy cho con cách mỉm cười trên đôi môi của mình. Hãy nói cho con chỉ biết rằng cái bộ phận quan trọng và đẹp nhất trên khuôn mặt của một người phụ nữ đó chính là đôi môi. Và trên đôi môi nó chứa hai thứ. Cái điều đầu tiên đó chính là chứa nụ cười. Thứ hai đó chính là chứa lời hay ý đẹp. Lời chào của con và nụ cười của con sẽ là một trong những món quà tuyệt vời cho bất kỳ người nào gặp trong cuộc đời này. Hãy dạy cho con chị chào hỏi và nở nụ cười. Sức mạnh của người cha mẹ là trao cho con được cái niềm tin rằng con có được 8 món quà trên. Xin cảm ơn và chúc mừng các anh chị đã nhận được 8 bài học này. Hãy trao 8 bài học này dành cho đứa con gái thân yêu của anh chị. Và tôi tin chắc rằng bất kỳ một đứa trẻ nào được dạy 8 bài học này thì con anh chị lớn lên vô cùng hạnh phúc, được đón nhận những điều tuyệt vời. Xin chúc mừng cho anh chị những người cha mẹ, chúc mừng những cô công chúa tuyệt vời. Thank you. Bấm vào nút đăng ký bên dưới để được xem những video kế tiếp của Trần Văn Phúc. Thank you. Hẹn gặp lại. Bấm vào nút đăng ký bên dưới.